Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Tây Ban Nha. Mình là Mỹ Phượng, rất vui được gặp lại mọi người nha. Bây giờ tụi mình hãy cùng bắt đầu một ngày mới nào. Tối chủ nhật này thì tụi Phượng đi lê la nhà hàng. Đây là cái nhà hàng đầu tiên tụi Phượng đến thì thật sự là rất ngạc nhiên luôn. Bình thường rất là đông và hôm nay thì vắng teo. Như là tối chủ nhật bên này thì mọi người ít đi ăn hay sao á. Nói chung là tối chủ nhật nó vắng lặng hơn nhiều so với những cái tối khác của cuối tuần. Ở đây là khu sân vườn của họ nè. Đó, cũng rất là thơ mộng dễ thương, nhưng kiểu giống như quán ăn gia đình vậy đó, nhưng mà không có khách nhiều. Đây, còn đây là phần bia và khoai tây. Tụi Phượng chỉ định ngồi ở đây uống một vài ly bia, sau đó thì tụi Phượng sẽ đi ăn. Đây là lần đầu tiên Phượng bước vào một nhà hàng mà người ta hỏi cái số điện thoại liên lạc của mình để có chuyện gì xảy ra thì người ta gọi, rất là có trách nhiệm luôn, Phượng rất là thích. Còn đây là một trong những cái nhà hàng Nhật mà Phượng yêu thích nhất tại Madrid. Thì tối nay tụi Phượng đến đây để ăn nhẹ những cái món sashimi, sushi này nọ thôi. Và hôm nay quán cũng vắng teo, tụi Phượng là những người khách đầu tiên. Đó, quán rất là đơn giản luôn. Nói chung là gần khu Phượng ở, nhưng mà sau khi Phượng trải nghiệm sushi ở khắp nơi thì Phượng rất là thích cái quán này. Ở Madrid đó thì thường là ngày chủ nhật là các quán người ta đóng cửa. Nói chung là cái hoạt động bên này rất là ngộ luôn. Chủ nhật thì người ta ít ra đường lắm, trừ khi người trẻ. Cho nên tôi cũng đang ở đây là những khách hàng đầu tiên trong tối nay của nhà hàng này. Thật ra tôi cũng đến hơi sớm, tại vì họ mở cửa từ 8 giờ tối thì tôi cũng đến đây đúng 8 giờ luôn. Đây là món ruột của Phượng. Trời, Phượng rất là yêu thích sashimi. Và sashimi ở quán này lúc nào cũng tươi ngon hết. Một trong những quán mà có sashimi cực tươi ở Madrid. Phượng rất là thích cái cá này, lubina, và cái miếng chanh như vậy. Rất là ngon. Tụi Phượng ngồi ăn được một chút thì thêm được 2-3 bàn khách vào thôi. Và rất là vắng cả đêm như vậy luôn á. Thấy business rất là tội nghiệp. Còn đây là món bánh bao. Phượng không biết gọi là gì nữa, gọi là bao. Còn đây là món cơm chiên. Trời ơi, cơm chiên mà nhìn thấy cơm không mà không thấy thịt. Và bill tính tiền. Đây là buổi sáng của Phượng. Đây là bánh kem Bailey. Cái kem này làm bằng rượu Bailey. Làm với rượu Bailey, cà phê. Yeah. Chào mọi người, chào buổi sáng mọi người. Mọi người có khỏe không? Thì giống như Phượng vừa mới quay, đây là cái bánh kem Bailey của Phượng. Ui. Bạn Phượng phát hiện ra một cái tiệm bánh rất là ngon ở gần chỗ bạn Phượng làm. Tiệm bánh này làm theo phong cách Pháp và bạn Phượng rất là thích. Và chỗ này thật sự là bánh của nó rất là lạ luôn, rất là lạ và rất là ngon. Thì bạn Phượng có mua
nhiều loại bánh về cho Phượng thử. Thì trong đó các cái bánh này là cái bánh mà Phượng thấy đặc biệt nhất, bởi vì Phượng rất là thích rượu barley. Và bánh này làm, cái kem của nó làm từ rượu barley, là làm với rượu barley, cho nên là Phượng rất là thích luôn. Thì Phượng để dành để sáng nay Phượng ăn sáng và uống cà phê. Mà mọi người nha. Rồi, bánh này nhìn ngon quá. Có miếng sô-cô-la. Cái này là tên của bánh hay gì ta? Không biết mà. Tối hôm qua thì Phượng có thử một vài cái bánh nhỏ 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 của cái tiệm này và Phượng rất là thích luôn. Và Phượng quyết định là để cái bánh này để sáng nay Phượng ăn sáng và Phượng show cho mọi người xem. Giờ nó bự quá Phượng không biết ăn sao nữa. Mà mọi người nha. Thôi, nhìn bự quá. Wow, cái kem này thật sự ngon luôn mọi người, đúng không? Rất lạ nha, nghe mùi rượu barley. Wow. Phượng rất là ghét ăn ngọt, Phượng rất là ít khi ăn ngọt, nhưng mà từ ngày Phượng sống ở đây và ở chung nhà với bạn Phượng thì Phượng trở thành một đứa ăn ngọt hơi bị nhiều, bởi vì bạn Phượng mua đồ ngọt về cho ăn chung rất là nhiều, mà bạn Phượng cũng rất là ít ăn ngọt. Nhưng mà từ ngày có Phượng ở đây thì bạn Phượng cũng trở nên ăn ngọt. Cho nên cả hai con người đều không thích ăn ngọt. Mà không biết tại sao khi mà tụi Phượng ở chung một nhà thì tụi Phượng lại cùng nhau ăn ngọt. Nguy hiểm. Wow. Ngon thật sự mọi người ơi. Rất ngon. Bạn nào ở Madrid thì inbox cho Phượng, Phượng sẽ hướng dẫn cái địa chỉ để mọi người đi ăn. Phượng phải hỏi là bạn Phượng. Bây giờ thì Phượng sẽ cố gắng ăn hết và gặp lại mọi người sau nha. Bây giờ thì Phượng đang đến cái cửa hàng đồ tươi sống ở gần khu nhà Phượng. Đây là một trong những cái cửa hàng rất là đắt đỏ, xa xỉ. Nhưng mà đồ của họ thì rất tươi ngon, nói chung là chất lượng tốt. Cho nên là ở đây lúc nào cũng có đầy người xếp hàng ở ngoài đợi. Phượng phải đợi lấy số thứ tự này nè. Và bây giờ thì Phượng đợi cho tới số của Phượng thì mới được vào. Và mỗi cái quầy hàng trong đó là phải lấy cái số thứ tự khác nhau. Thì trong đó có 3 quầy, quầy thịt, quầy gà và quầy cá. Đó. Và đặc biệt là cái khu Phượng ở là cái khu rất là nhiều người lớn tuổi, cho nên ở đây các bạn thấy rất là nhiều người lớn tuổi luôn. Hoạt động nhộn nhịp ở bên trong như vậy nè, nhìn cái gì cũng hấp dẫn hết á. Hồi trước mỗi lần đến đây là rất là đông và nhộn nhịp luôn á. Bây giờ do dịch cho nên là đây là cái số lượng người mà họ cho phép vào bên trong thôi, cho nên nhìn không đông lắm. Phượng vừa mới đi mua thịt xong, bây giờ thì Phượng đang đi ngân hàng. Phượng đang đứng chờ trước cửa ngân hàng rất là may là cũng không đông lắm. Cái khẩu trang của Phượng mang á là nó sẽ bị dằn vô cái mặt mình, nó hằn như vậy nè, nếu mình mang lâu rất là khó chịu luôn. Không, Phượng đợi ở đây cũng người lớn tuổi không. Hai cô chú lớn tuổi, Phượng định nhường là người ta vào trước mà Phượng chưa kịp nhường, người ta đây vào trước Phượng luôn. Rồi rất là thất vọng luôn. Mình đứng mình cảm thấy là hơi bị kỳ luôn á. Phượng đang định kêu họ vào trước đi, Phượng nhường để vào trong trước tại vì họ lớn tuổi. Mình chưa kịp nhường, họ đã dành đi vào luôn rồi. Đó.
anh chị đó đó. Cái ngân hàng mà hôm nay thì cái chú mà Phượng thường làm việc chung á, chú không có đi làm à, cho nên là những cái người mà người ta vào thay á, không biết sao mà nó chậm trễ, cho nên là hôm nay khách đứng đợi, mọi người thấy không, đứng đợi rất là đông luôn á, nhưng mà rất là chậm luôn. Trời, hơi bị phiền, nói chung là rất là bực mình. Bé có thêm một cái việc nữa là rất là vui, cứ mọi người giống như cái chú này nè, là chú vừa mới thấy Phượng, chú đang đi đằng trước Phượng vậy đó, vừa mới thấy Phượng, không biết là da là người hay là người châu Á thì không biết, nhưng mà chú vội vàng đi qua đường khác luôn. Và hôm nay Phượng cũng gặp nhiều người như vậy lắm, vừa thấy mình là người ta rẽ cái đường khác người ta đi luôn, cũng không biết tại sao hết. Chào mọi người, lại là Phượng đây. Ngày hôm nay của mọi người như thế nào rồi? Phượng vừa mới đi công việc về, giống như mọi người thấy đó, thì bây giờ đã là buổi trưa rồi và Phượng chuẩn bị phải nấu ăn trưa. Thì nhân cái dịp Phượng tìm được cái bánh gạo Hàn Quốc, trời, lần đầu tiên trong đời Phượng tìm được cái bánh gạo này, Phượng mừng quá. Thế là hôm nay Phượng sẽ quyết định làm thử món tteokbokki Hàn Quốc. Thì đây Phượng show cho mọi người xem nha. Phượng có bánh gạo, có phô mai, cà rốt, hành tây, xúc xích tươi, ớt, tỏi. Và đây là một dĩa kim chi và cà chua xay, đóng hộp. Phượng chỉ là thử nghiệm thôi, tại vì đây là lần đầu tiên Phượng làm món này luôn á. Trước đây Phượng có làm những cái hao hao nhưng mà không có hoàn toàn là món tteokbokki. Thì Phượng thử sức làm, đồng thời cũng là chia sẻ với mọi người cho vui. Thật ra thì những cái clip Phượng làm, Phượng chủ yếu là chia sẻ những cái khoảnh khắc nấu ăn cho vui, đồng thời là Phượng muốn cổ vũ tinh thần những bạn mà chưa từng nấu ăn hoặc là nấu ăn chưa có kinh nghiệm nấu ăn như Phượng. Thì mọi người sẽ thấy những cái món Phượng làm rất là đơn giản mà mọi người cũng có thể làm được. Thì đó là cái mà cái mục đích của cái việc chia sẻ này. Cho nên là nếu mà các anh chị cô chú hay là các bạn nào mà nấu ăn ngon á, thì đừng có la Phượng nha nếu Phượng có làm cái gì đó sai trong cái clip của Phượng. Món này á, khi mà Phượng tham khảo trên mạng thì rất là nhiều công thức, rất là nhiều cách nấu, nói chung là cũng đủ thứ phong cách hết, nhưng mà Phượng sẽ cố gắng tìm ra cái cách mà Phượng cảm thấy là nó ngon đối với Phượng và Phượng chia sẻ với mọi người. Hy vọng là làm cho mọi người thấy thú vị nha. Nói chung là chỉ chia sẻ như vậy thôi. Bây giờ tụi mình bắt đầu nha. Tiên thì Phượng sẽ cho dầu và tỏi vào. Bây giờ thì Phượng sẽ cho hành tây vào. Tiếp tới thì Phượng sẽ cho xúc xích vào ha. Phượng cho cà rốt vào luôn ha. Phượng vừa mới nhận ra sai sót của Phượng, đó là Phượng bỏ các thứ rau cải vào sớm quá. Ví dụ như cà rốt và hành này kia, tỏi này kia thì nó sẽ bị cháy, cho nên sau khi xào sơ hành tỏi nó cũng chín rồi nè, thì Phượng để nó ra ngoài và Phượng chiên tiếp cái xúc xích này riêng để cho nó, Phượng muốn cái xúc xích này nó phải chín ở bên ngoài. Thì những lần khác Phượng làm cái kiểu tương tự này á, thì cái xúc xích nó làm cái loại đã có cái vỏ, nói chung nó không phải là loại tươi. Còn cái xúc xích này là loại tươi á, thì mình phải chiên cho nó cháy, cho nó cái vỏ, Phượng không biết gọi là như nào nữa. Thì Phượng mới thích như vậy, cho nên là Phượng phải đổ các loại xào ra ngoài và Phượng chiên cho cái xúc xích này nó thiệt là ok đã. Đó, bây giờ thì Phượng thấy ok rồi, Phượng sẽ cho tất cả vào lại ha. Cho cái ớt này vào xào chung luôn. Bây giờ Phượng sẽ cho cà chua vào.
Hấp dẫn chưa mọi người? À, thì hiện giờ Phượng đang để cho cà chua nấu một chút, thì trong lúc đó Phượng sẽ nấu một chút nước sôi, để Phượng sẽ cho thêm nước vào cái súp này để mình có thể bỏ những cái như là bánh gạo vào. Thì bánh gạo này Phượng thấy là thì bánh gạo này thì người ta hướng dẫn là mình phải rửa qua một nước, sau đó thì mình sẽ trụng sơ. Và sau khi mình trụng sơ rồi thì mình đổ cái nước đó đi và mình lấy cái bánh gạo mình nấu lần nữa. Thì theo cái hướng dẫn là như vậy, cho nên bây giờ Phượng sẽ đi trụng bánh gạo ha. Thì đầu tiên họ nói mình là phải ngâm cái bánh gạo này trong nước lạnh khoảng 2 phút. Thì Phượng sẽ ngâm nó trong nước lạnh 2 phút ha. Trong lúc đó thì Phượng nấu nước sôi để trụng cái bánh, nấu cái nồi nước sôi này để trụng bánh gạo luôn. Sẽ cho chút nước sôi vào ha. Trong lúc đó thì Phượng sẽ cho nửa muỗng cà phê muối. Không, cũng không tới nửa muỗng đâu. Một góc cà phê muối và một muỗng đường. Đó, bây giờ nước đã sôi rồi thì Phượng mới lấy bánh gạo bỏ vào để trụng. Và khi nào mà cái nước này sôi thì mình có thể lấy bánh gạo ra và mình bỏ vào đây ha. Giờ cái nồi này nó sôi rồi nè, thì Phượng sẽ bắt xuống để Phượng đổ bánh ra ha. Tên 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 tên. Trời, mọi người không biết Phượng vui sướng cỡ nào khi Phượng tìm ra được bánh gạo Hàn Quốc đâu. Rồi, bây giờ thì Phượng sẽ cho bánh gạo vào luôn ha. Rồi, bây giờ thì Phượng nấu được một lúc rồi, cũng khoảng 5-7 phút gì rồi á, thì nước nó lại sánh sánh lại rồi, thì Phượng bắt đầu cho kim chi vào ha. Cái lượng kim chi Phượng bỏ theo cái sở thích ăn của Phượng thôi, cho nên Phượng cũng không rõ nữa. Nói chung là món này người ta làm nhiều cách lắm, nhưng mà Phượng thì chỉ thích ăn đơn giản như vậy thôi với kim chi. Thì bánh gạo nó đã mềm và cái nước nó đã sánh ngon rồi. Bây giờ Phượng cho kim chi vào nấu thêm khoảng từ 3 đến 5 phút nữa là sẽ xong. Phượng vừa mới rắc một xíu tiêu vào cho nó thơm. Mọi người ăn nha. Bây giờ Phượng sẽ ăn và phát biểu cảm nghĩ với mọi người nha. Trời, thật là hào hứng luôn. Còn nóng lắm mọi người. Phượng ăn thử miếng bánh gạo thử xem như thế nào nha. Cái nước và cái bánh gạo nó rất quyện vào nhau, bởi vì Phượng để nó trên bếp khá là lâu, cho nên là nó cái vị nó rất là ok luôn. Thứ nữa là cái này Phượng nghĩ là không có cần phải bỏ gia vị gì nhiều hết đó, tại vì cái kim chi và thịt này kia nó đã có vị rồi và không có cần phải nêm nếm nhiều. Ngoài ra cái thịt xúc xích này lần này Phượng cắt nó hơi bị to, Phượng không có thích cái việc đó, tại vì Phượng thích cắt nó vừa phải thôi. Nhưng mà lý do Phượng cắt to là bởi vì xúc xích này là xúc xích tươi và nó có cái lớp màng. Nếu bạn nào biết xúc xích tươi, nó có cái lớp màng bọc ở ngoài á, thì nó còn rất là tươi luôn, nó không có cái gì nó cứng để mà nói chung là cái lớp màng đó, nếu mà các bạn cắt không khéo là nó đi luôn cái lớp màng đó, thì cái xúc xích nó chỉ là cái thịt được bọc ở trong cái lớp màng đó thôi. Cho nên là khi Phượng cắt rất là khó, Phượng không cắt nhỏ được, cho nên Phượng phải cắt nó to. Để Phượng ăn thử xúc xích nha.
Thật sự là rất ngon mọi người, Phương ăn thấy rất là được luôn. Thì ở đây cũng có ba việc muốn review cho mọi người, là có hai cái lỗi trong cái khi làm cái món này của Phượng. Cái lỗi thứ nhất á là Phượng dùng quá nhiều ớt, bởi vì khi Phượng làm món Hàn Quốc Phượng hưng phấn quá. Phượng rất là hào hứng, cho nên Phượng cắt hơi bị nhiều ớt vào, và Phượng thấy cái này là hơi bị quá nhiều ớt, cho nên là nó sẽ ở mức độ Phượng thì ăn được, bạn Phượng thì sẽ rất là khó ăn bởi vì nó sẽ cay. Đó là cái lỗi thứ nhất. Cái lỗi thứ hai là cái phô mai Phượng bỏ vào sau cùng á, thì Phượng nghĩ á, là Phượng nên là khi nào Phượng ăn bao nhiêu thì Phượng làm nóng cái phần đó và Phượng bỏ phô mai lên thì nó sẽ ngon hơn là Phượng bỏ phô mai vào cả tất cả giống như Phượng đã làm. Thì Phượng nghĩ là tới sau này khi mà Phượng ăn tiếp và Phượng hâm lại thì nó sẽ không ngon, Phượng nghĩ là như vậy. Cái việc thứ ba nữa là cái phô mai hôm nay Phượng bỏ vào là phô mai dê thì nó sẽ nghe mùi dê. Nếu mà đối với Phượng thì Phượng rất là thích phô mai dê, cho nên là nó có ảnh hưởng một chút tới cái mùi của cái món tteokbokki của Phượng, nó sẽ có hơi chút xíu mùi dê của phô mai, nhưng mà Phượng vẫn ok với việc đó. Nhưng mà nếu như bạn nào mà không thích những cái mùi nặng á, những cái mùi phô mai dê nặng á, thì khi bỏ vào đây các bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu với cái mùi, bởi vì nó sẽ có cái mùi dê đó. Thì đó là cái lỗi thứ ba của Phượng, thì Phượng chia sẻ để cho mọi người tham khảo nha. Ngoài ra thì Phượng nghĩ là cái xúc xích tươi này, nếu mà lần sau Phượng làm, Phượng sẽ làm cái xúc xích không tươi, hoặc là Phượng sẽ nghiên cứu cách nào để cắt cái xúc xích nó nhỏ hơn. Cái này nó hơi bị to và Phượng không có thích ăn nhìn nó to to như vậy, chỉ có vậy thôi. Còn ngoài ra thì rất là ok nha mọi người, thật sự luôn á, các bạn không cần phải nêm nếm gì nhiều hết á, và cái bánh gạo này ăn rất là ngon luôn, trời ơi Phượng rất là thích. Có rất là nhiều cách nấu bánh gạo ở trên mạng, Phượng xem là bánh gạo Hàn Quốc này nè, món tteokbokki này nè, nhưng mà Phượng nghĩ cái cách của Phượng nó rất là đơn giản, dễ làm và không có quá nhiều nguyên vật liệu. Như là trên mạng thì có nhiều người bỏ xúc xích rồi cái gì tùm lum hết, Phượng quên rồi ta, nhiều thứ lắm, nhưng mà Phượng là chủ yếu là chỉ có bánh gạo, kim chi và xúc xích thôi. Hello mọi người, again Phượng bắt đầu uống cà phê trưa đây. Thật sự thì ngày hôm nay cũng không có nhiều điều để chia sẻ. Có một cái thông tin là vào đầu tháng 12 này thì do là sẽ có hai cái ngày lễ lớn ở cấp quốc gia ở Tây Ban Nha, cho nên là người ta sẽ tiếp tục lockdown thành phố để hạn chế cái lượng người đi du lịch nghỉ dưỡng hoặc là đi nghỉ mát cho cái kỳ nghỉ lễ này. Nói chung là tình hình là sẽ có thể là rất còn mệt mỏi cho đến đầu năm sau, và họ cũng nói là khoảng tháng 1 thì sẽ có vaccine. Thì Phượng rất là hy vọng luôn, cũng không biết nói sao hết. Nói chung ngày hôm nay thì mọi việc rất là đơn giản bình thường. Phượng dẫn mọi người đi một chút sáng nay với Phượng, sau đó nấu ăn, và bây giờ thì Phượng vừa mới ăn rất là no. Thật sự là hôm nay Phượng rất là vui với món tteokbokki của Phượng luôn. Phượng đang học nấu ăn thôi, Phượng đang tập nấu ăn thôi, cho nên là sẽ có rất là nhiều điều trong cái quá trình nấu ăn Phượng không biết, Phượng chưa có tránh hoặc là Phượng chưa có làm đúng lắm, mong mọi người thông cảm. Nhưng mà Phượng tin chắc là những cái bạn nào mà không biết nấu ăn như Phượng á, thì khi coi cái clip của Phượng các bạn sẽ thấy cực kỳ dễ nấu một cái món gì đó, và Phượng đảm bảo với các bạn là cái món đó Phượng nấu theo cái cách của Phượng mà các bạn thấy trên clip, các bạn có thể làm thử và đảm bảo là nó ngon.
đảm bảo luôn. À, nói chung là cũng không có nhiều thông tin. Bây giờ thì Phượng sẽ uống cà phê và nghỉ ngơi và tiếp tục học hành chiều nay. À, Phượng rất cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Phượng nha. À, Phượng mong gặp lại mọi người vào clip tiếp theo. Phượng rất hy vọng mọi người đang có một ngày thật là thú vị, thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Các bạn đừng quên, nếu như mà các bạn chưa subscribe cho kênh của Phượng thì hãy bấm nút subscribe và bấm luôn cái nút có chuông, có hình cái chuông, để ta tiếp tục theo dõi các video clip tiếp theo của Phượng nha. Phượng rất là cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye.